Rồi, chúng mình cùng đến câu đầu tiên, câu 91 nào. À, câu 91. Ok Minh Anh, xin mời đầu tiên là xin mời Ngọc Mai giúp anh câu đầu tiên. Có từ mới nào nhỉ? Có từ mới nào thì các bạn bảo giúp anh nào. Ờ, cái cụm đầu tiên từ thứ ba đọc là gì vậy ạ? À, Xuân, chúng mình có từ Xuân là thôn. Xuân là thôn. À, chúng mình có từ nông thôn là gì? Nông thôn. Nông Ừ. thôn. Từ đấy rất là quan trọng đúng không? Ví dụ như nói là gì ạ? Của lái sư nông xuân, kiểu tôi là đến từ những miền quê, cũng có thể sử dụng câu đó. Đó thì các bạn nhớ lại từ nông xuân nhé. Nông xuân, nông thôn. Thế còn nông dân là gì nhỉ? Nhân tiện học luôn từ nông dân. Nông mình. Đúng rồi, nông民. Của ba bà sư nông民 đúng không? Của ba bà mama sư nông民. Ok. À, nhân tiện học luôn một chút là các bạn có nhớ là thôn với lại làng xã các thứ. Thì bây giờ cấp xã là gì, các bạn nhớ cấp xã là gì không? Xin. À, bù sư, cái tòa soạn báo ấy, linh nó cùng một chữ ấy. Xã là gì nhỉ? À, sư. Các bạn nhớ nhá. Nhưng thực ra có một từ khác nữa cũng bằng với từ xã là từ xiang. Hai từ này bằng nhau. À, xiang bằng với sư đều là xã. Đó, thì sau này mà các bạn có đi dịch các thứ, các bạn cũng nhớ giúp mình hai từ này là xã. Đặc biệt là dịch hợp đồng các thứ ấy, các bạn rất là hay dùng liên quan đến thôn, xã các thứ đấy. Thế còn huyện là gì? Huyện thì dễ hơn đúng không? Cả lớp. Yến nhớ không? Huyện là gì? Ơ, học chưa nhỉ? Hình như video bài số quyển 4 mình học ấy. Xian là huyện các bạn nhé. Alo, cả lớp nghe không? Cả lớp đang nghe đúng không? Có ạ. Rồi, chúng mình có xem là huyện. À, tỉnh là gì? Tỉnh thì dễ rồi. Tỉnh là gì cả lớp ơi? Sở. Thế còn thành phố? Thành thị. Đúng rồi, Thị. thành phố là市 thôi. Thành phố là市. Rồi thì chúng mình có đây nhá, nhớ nhá. Nó từng cấp ạ. À, tỉnh và thành phố. Thì nhiều bạn sẽ bảo là ơ anh ơi, nhưng mà ở thành phố không có huyện, thành phố có gì ạ, có quận đúng không, thành phố có quận thì tương ứng với huyện đó là cấp quận. Cấp quận trong tiếng Trung là chuyển, cấp quận trong tiếng tiếng Trung quận là chuyển, chuyển là quận. À, ví dụ như chúng mình có hồ hoàn à, quận Hoàn Kiếm là gì? Hoàn Quán chèn gì? Trinh Đúng, à, đúng rồi, khoán chèn. Còn nhớ từ khoán chèn Hoàn Kiếm không? Đợi anh chút. À, khoán chèn. Rồi, đây. Khoán chèn chuyển. Đó, thì nhớ từ quận. À, thì có bạn bảo là thế thì cái cấp xã ở trên thành phố không có cấp xã đâu anh, mà là cấp thị trấn hoặc là cấp phường ấy. À, chúng mình có phường trong tiếng Trung là phang. Phang là cái từ phang mà có bộ đây, cái bộ phía trước là bộ thổ ấy, vì nó là liên quan địa lý mà. À, phang đó. Thế còn thị trấn thì là sư trấn. Khó nhỉ? Khó đúng không? Sư trấn, thị trấn. Đây này. Nó nhiều từ ấy. Tại vì cái này thì các bạn cũng liên quan đến mấy cái đó. Mà cái này bên đài truyền hình thì mình rất là hay đọc. Nhưng còn các bạn thì ít gặp. Các bạn chép lại thôi để nhớ. Còn đâu không cần thuộc. Thuộc được thì tốt. Không thuộc được thì nên chép lại để khi mà các bạn sau này có cần dịch ấy. Dịch giấy tờ văn bản thì các bạn quay lại đây tìm thì luôn. Chứ để lúc đấy mới bắt đầu đi tìm thì sẽ rất là vất. Đó thì nhân tiện để ôn lại luôn về những cái gì ạ? À, địa đơn vị hành chính của Việt Nam. Đó thì nhớ giúp mình nhá. Ok. Chúng mình có câu 91 thì còn từ nào nữa nhỉ? Súng chả leng là gì? Súng Tổng là gì sản ạ? lượng. Tổng này, chả là sản này. Leng là lượng, như vậy tổng sản lượng đúng không ạ? Và nhớ là chuyển dấu thành súng chả leng, tổng sản lượng. L粮食 là gì ạ? Lương Lương gì? thực. À đúng rồi, l粮食 lương thực.
Rồi chúng mình có tuần là liệu tuần là 1 tấn nhé. 20.000 tuần, đúng không ạ? Để mình check lại xem cái từ đấy nó sẽ là đọc là thành 4. Thường là trên chúng mình có trên ví dụ như ở trên bài trên tại vì cái từ này nó là từ Google dịch thì dịch một kiểu đấy. Mình sẽ đọc là tuần. Mình check lại xem. Mấy cái dấu này nếu mà không chắc là các bạn sẽ bị đọc sai đấy. Sai nhiều luôn đấy. Tuần là trong tuần tuần là tấn. 20.000 tuần. Rồi, ok, tá tả là đạt đến một cái gì đó. Vậy câu này Ngọc Mai sẽ sửa thành gì? À, sẽ sắp xếp thành gì? Trước cơ xuân, jin nian de liang shi, zong chan liang, Đúng rồi. đã đạt le 20 wan, 20 wan tuần. Ừ, táo tao là 20.000 tuần. Vậy dịch là gì nhỉ? Cái thôn này thì Trung tâm cái tổng tổng sản sản lượng lương thực lương thực năm năm nay, nay của cái thôn này đúng đã rồi, đạt đến 20.000 tấn. đạt 20.000 là 200.000 chứ, dịch ra tiếng Việt là 200.000 nhá. Việt Nam mình có một quả là bao nhiêu, 4 số 0 đúng không, 4 số 0. Em có biết vì Vâng. sao anh biết là 200.000 không? Bởi vì anh thuộc lòng 2 triệu là bao nhiêu? 2 triệu là lẻ phải qua đúng không? Như vậy nếu mà bỏ đi một số 0 thì nó sẽ còn 200.000, đúng chưa? 2 triệu thì là lẻ phải. Thế bây giờ bỏ đi một số 0 thì 200.000. Đó thế thôi, đơn giản. Thì anh bảo rồi mà, lớp mình phải nhớ là một y bải quan thì là 1 triệu, bởi vì Việt Nam mình rất hay dùng đơn vị từ 1 triệu đến 10 triệu thôi. Ví dụ các bạn đi xin việc cái lương các bạn cũng nhớ là ví dụ như phải yêu cầu chiếu bải quan là bao nhiêu? Lương mấy triệu đây? Chiếu bải quan là lương mấy triệu? 9 triệu. Rồi, thì nhớ là chiếu bải cộng với quan là một cái đơn vị rất hay gặp là triệu trong tiếng Việt. Đó thì bây giờ quan là 200.000 tấn. Rồi. Ok. Câu 92. Đó thì là thông qua đây học được ôn lại rất nhiều ngữ pháp, rất nhiều thứ từ vựng. Câu 92 chúng mình có từ chuyên sư là gì ạ? À, quân sự. Đây là một từ Hán Việt thôi. Chuyên là quân và sư là sự. Quân sự chẳng xua là gì ạ? Là một cái buổi gì? Tọa gì? Một buổi tọa đàm Tọa quân đàm. sự. À, một buổi tọa đàm về quân sự hoặc là một buổi hội thảo gì đó. Mình dịch thoát nghĩa tùy. Lượng từ cho một cái buổi đấy là y chẳng các bạn nhé. Y chẳng. À, lượng từ cho một buổi đó. Sâu là gì ạ? À, Nhận. nhận được, đúng rồi. Răng của chỉ pha chữa hẳn. Câu này vụn đấy. Chỉ Chỉ pha là gì? trang. Chỉ pha là gì ạ? À, từ này dịch rất là thoát nghĩa này. Chỉ pha nó gọi là khơi dậy hoặc là nó là cái hành động kiểu kích thích ấy. Khơi dậy, kích thích, tác động vào. Đó thì mình sẽ có từ chỉ pha. Rồi, đây là một động từ nhá, nhớ là động từ đấy ạ. Bởi vì nó có chữ pha, hắn thì là gì? Phát mà. Phát. Đó. Rồi, câu này các bạn thử nghĩ xem nào. Cả lớp nghĩ xem con. Chưa chẳng chuyên sư chẳng chuộng gan của hẳn con từ sâu nhỉ. Đúng rồi đấy. Sâu chỉ pha đấy. À đây nó có thể, đúng rồi mình quên mất, nó vừa là động từ vừa là danh từ. À, nhận được cái sự gì đó ấy. Cái sự thực ra mình đang nghĩ xem là cái từ chỉ pha khi là danh từ mình cũng đã, nó phải tùy vào trường hợp. Ví dụ trường hợp này các bạn nghĩ xem nó là cái gì, Việt Nam mình gọi là cái gì, cái sự gì. Đem đến cho tôi sự kích thích ạ. Không không hẳn đâu, anh đang nghĩ đến một cái từ mà rất là văn viết, là cái từ gọi là cái gì nhỉ, cái sự cái gì trỗi dậy cái gì nhỉ, quên mất rồi. Tức là kiểu làm cho mình có một cái à cái gì bừng tỉnh, gần ra rồi, gần ra rồi. Cái sự Tôi giác tỉnh. ngộ. Gần gần kiểu như thế. Anh vẫn chưa nghĩ ra là một cái từ mà thật sự thuần Việt mà nó hay, gần gần cái từ gọi là tỉnh rồi thì giác ngộ cái gì bừng tỉnh lại. Ngộ, giác ngộ. Nhưng mà trong trường hợp này thì chắc cũng không đến nỗi đấy. Chúng mình gọi là cái buổi này giúp cho mình học được rất nhiều thứ, gọi là ngộ rất nhiều điều đi. Khai sáng. Đúng rồi đấy, kiểu khai sáng đấy. Khai sáng như tôi ấy. Đúng rồi đấy, chuẩn chuẩn. Đó cho nên các bạn sẽ thấy là kiểu phải dịch, phải tìm. À, một trong cái rất là hay của nghề dịch ấy, đó là cái
À, kể cả bạn dịch bất cứ một cái radio, hay các bạn dịch một cái bài văn hay các bạn dịch một cuốn sách ấy, thì các bạn sẽ rất là, khi mà tìm được một cái từ đắt thì các bạn sẽ cảm thấy rất là trớn trêu cả, tức là tính thành tựu ở đó. Thì hãy cố gắng luôn luôn đứng ở cái tâm thế là một người Việt, dịch cho người Việt nghe, chứ không phải là dịch cho một người học tiếng Trung nghe nhé, mà là dịch cho người Việt nghe. Rồi, ok, tốt rồi đấy. Câu này sửa lại, đọc lại gì ạ? Chưa chẳng chuyên sư chẳng dụ. Răng của hận hận Hãy sâu subscribe. à. Để cứ xếp này đã. Được không nhỉ? Được đúng không? Răng của hận sâu chỉ pha. Ok, được. Anh được có cái câu này lên trên lên trên cơ. Một cái thế nào thật sâu rồi. Có đấy, theo anh thấy là câu này đúng đấy. Đợi anh check lại xem nó có. Đây này. Để xem vào đây nó là cái gì ạ? Đây là một cái. Đúng rồi. Chưa có xuân chi nén tợ lắng. Răng của hẳn sâu chỉ pha là đúng rồi đấy. Ở bên này người ta đã cho đáp án sẵn rồi. Vậy đây là một câu đúng đấy. Bởi vì chúng mình có kiểu rất là khiến cho tôi, răng gọi là làm cho tôi, khiến cho tôi rất là khai được khai sáng thì vẫn dùng thế thôi. Cái từ show ở đây dịch là được đúng không? Show là kiểu nhận được, nói chung là mang tính chất bị động mà. À, hẳn show chỉ pha ở đây là rất là được khai sáng. Đó thì cả lớp hiểu ok chưa phần này chưa? Chứ chỗ này hẳn cũng rất là khó để vệ để chỗ khác ấy. Hẳn răng gọi là không được mà hẳn show chỉ pha thôi. Câu 93 nào. Chúng mình có từ trí huệ là gì cả lớp nhỉ? Trí huệ là cái gì ạ? À, hắn đây là trí và huệ đấy. Trí huệ là trí và huệ, thì trí huệ dịch ra là gì ạ? Trí À, trí tuệ và thông minh, sự thông minh. Các tuệ thứ. Rồi, trấn mùa là gì? À, trầm trầm. mặc Đúng rồi. im Kiểu tĩnh. im, không nói gì cả, trấn mùa. Im lặng hoặc là trầm mặc. Làm Đây cũng chữ nói là trầm một mùa cách. kiểu sư y trường chưa À, rồi. Câu này xin mời Minh Anh nào, Minh Anh bật được mic chưa? luôn. Ừ, câu này Câu em này sẽ đọc lại thành câu này sắp rồi. là bảo trợ trần mua để suy chủ trừ huệ. Ừ, em dịch là gì ạ? Giữ im lặng cũng là một loại trí tuệ. Là một giữ Sự chẳng thông hạn. minh. Đúng rồi, như anh vừa nói đấy, nó có thể dịch là sự thông minh nữa. Hoặc là kiểu dịch nghĩ tiếp xem là dịch là gì nữa, dễ suy trùng trừ khuê cũng là một Việt Nam thường nói sự thông minh ạ. thế Im thôi, lặng là vàng. im Ừ, lặng là sao? vàng. Ok, hay. Anh có thể phân tích từ hơi tại sao là tuệ hay À, nhá. khuê Một nữa. từ hai À đúng hai rồi, cái phương. trừ thì là trí rồi đúng không, bởi vì chúng mình có từ trừ là mượn âm của cái bộ phía trên đúng không, Yeah. phần âm của cái bộ chữ chi là chữ đào này, và bộ bộ phía dưới là bộ gì bạn nào biết? Mắt, mắt ạ. Không phải, không phải đôi mắt, chỉ có một gạch thôi, hai gạch mới là đôi mắt. Nhật. Đúng rồi, nó là gì ạ? Mặt trời đấy các bạn. Mặt trời thì rất là sáng đúng không ạ, sáng chói, và người ta liên tưởng đến những gì ạ, liên quan đến kiểu trí tuệ thông minh các thứ, người ta lấy mặt trời đấy rất là đẹp cái này đó. Còn chữ khuê thì chúng mình có phía dưới là chữ trí, và phía trên thì chúng mình có bộ hai hai chữ phong. Phương phương Cái chữ phương. này thì là chữ chữ đây, các bạn sẽ cùng sốt ở trên một cái, có một cái là han sư, và các bạn có thể chỉ cần nói là chữ khuê không, các bạn thêm phía sau một cái chữ là chữ chữ tử. Ở đây nó sẽ có một cái video, không phải video đâu, nó có một cái ở đây hình này đó, nó sẽ vào cái trang là trang trá sử điển hay cái gì mình quên, lại lâu không vào. Tiếp tục trá sử quả, xong ở đây người ta sẽ nói là gì ạ? Đây là một chữ hình thanh xiềng sinh tử ỷ xin, tức là lấy cái gì ạ? Lấy trái tim làm một cái bộ thủ ở dưới này, ỷ phía trên, đây phía trên là một cái chữ mượn âm này, tức là cái phía trên của nó chính là một cái chữ mượn âm, chữ khuẩy là mượn âm phía trên, còn phía dưới là bộ tâm. Mà chữ hình thanh thì các bạn cũng không còn cách nào, bởi vì nếu mà chữ hội ý thì có thể dịch được, kiểu có thể hiểu được ý nghĩa, nhưng mà nếu mà chữ hình thanh thì chỉ biết mỗi bộ tâm thì nó là mượn liên quan đến gì ạ? Trái tim. Và các bạn biết là nghĩa gốc của nó là gì ạ? Đã đây là thông minh này, thông minh hoặc là trí tuệ đó.
Thì cái phía trên nó mượn âm ở phía trên để đọc thành chữ khỏe là vì vậy. Còn phía dưới có bộ trái tim. Chữ này chung là danh từ. Đúng rồi, chữ khỏe là một danh từ nhé. Trí tuệ, sự thông minh. Rồi. Ok, câu này các bạn tìm thêm. Hẳn nhiều chữ này. Ờ, tha nếu mà nói thì tại sao không nói một cách khác đơn giản hơn là gì? Dùng một tính trung từ luôn. Đó. Đúng rồi. Tha hẳn trung bình thôi, không cần tha hẳn nhiều chi khuê làm gì đúng không ạ? Có thể nói gì tha tự chi khuê thì rất là hay. Tức là cái trí thông minh của anh, cái trí tuệ của anh ấy rất là tốt đúng không? Tha tự chi khuê, ủy trung phổ thống, có những ủy trung phổ thống là gì không? Khác người đúng không? Kiểu vượt so với mọi người đấy, ủy trung phổ thống là kiểu khác người đấy. Không hề giống mọi người, trí tuệ rất là siêu phàm. Ok. Câu 94 là một câu chữ bả. Rồi chúng mình có từ quáng phản là gì ạ? Nó bằng với từ gì? Phản trọng. Quáng là hướng. Quáng phản chi theo là gì ạ? Có cái này không ạ? Vé khứ hồi ạ. Đúng rồi. Quáng phản chi theo. À, quáng phản. Nhưng mà thực ra là các bạn có nhớ là trong tiếng Trung có một từ khác là từ lái khuế. Nó cũng dùng được nhá. À, lái khuế chi phèo cũng được dùng nhá, cũng được dùng đều mang nghĩa là vé khứ hồi cả hai từ nhá, chung cả đó quay đi và về quãng phản. Quãng là kiểu đi đến chỗ đó, phản là quay lại về đây. Cho nên chúng mình có từ phản xeo là quay lại trường học đấy. Dạo gần đây thì các bạn biết là kiểu dịch bệnh, cho nên chúng mình tâu vào tai trẻ cha lị phản xeo thông chư, thông báo quay trở lại trường. Phản xeo thông chư, quay trở lại thì là quãng là đi đến đâu đó. Chúng mình có ví dụ như một chuyến tàu đi đến Bắc Kinh, khai quảng, bảy chiến tờ, tờ lìa trưa hoặc là tờ khổ trưa, chỗ đó, cái chuyến tàu đi đến Bắc Kinh, khai quảng. Rồi, thì câu này xin mời, có từ thuê là gì nhỉ? Hello? Trả. Đúng rồi, trả lại. À, trả lại. Rồi, câu này xin mời Duyên nào? À, không, xin mời Yến nào? Tôi bảo quáng phản chi biểu thuê là quáng phản tự. Đúng rồi, chỗ này chúng mình có tự nhất vào đây. Tôi bảo quáng phản được chi biểu thuê là thuê là đúng rồi trả lại rồi. Ok, câu 95 chúng mình có từ tài uy là gì ạ? Các bạn đi xin việc chắc chắn phải biết từ này. Đại ngộ. Đúng rồi, đại ngộ. Đãi ngộ của một công ty đối với chúng ta. Cái này rất là quan trọng đúng không ạ? Rồi. Chỉ yê là gì ạ? Chỉ yê là những cái xí nghiệp nhà máy. Máy. Rồi câu này xin mời Thiên Giao nào. Xin mời Thiên Giao giúp anh câu này. Na cha Tại Đại gia chỉ yê. Chỉ yê nào, không có chữ u ở đây đâu. Chỉ yê. Chỉ yê. Rồi. Đại gia chỉ yê tài uy tợ. Tài uy tợ. Tại sao không để là tợ tài uy nhỉ? Tợ tài uy chẳng bây giờ. Thế nếu mà em để tợ ở đây thì em thực là gì? Là cái đại ngũ của cái công ty xí nghiệp. Đúng rồi. Đúng chưa? Dễ hiểu chưa? Ok chưa? Đúng chứ nhở, đãi ngộ là danh từ. Em có thấy là hợp lý không hay là phải để tợ phía sau? Dạ hợp lý. Rồi dịch lại là gì nhở, đãi ngộ của cái công nhà ty này, cái xí nghiệp này như thế nào. Như thế nào, đúng rồi, câu đấy rất là dễ thì thôi. Chúng mình có từ rõn chen là gì, lớp mình học chưa nhỉ? À, phần mềm. Đúng rồi, app. Phần mềm app đấy à, nó bằng với từ gì, APP. Bạn nào không nhớ được từ này thì đọc là APP luôn. APP, nhớ bật hơi nhé. APP. APP. Rồi, chúng mình có câu này. Xin mời... Mình phải nhìn danh sách quên. Xin mời Ngọc Mai. Thu trắng xuân. Y mình cùng trắng sư. Tiếp. Rú hờ trông với rõn chinh khai phá. Sai chắc. Em cũng thấy nó sai nhưng mà em chưa nghĩ ra.
Thế bây giờ nếu mà từ rú khứa tại sao không để lại đầu nhỉ? Rú khứa là gì? Làm sao đúng không? Rú khứa. Trong gói. Đúng rồi. Làm sao có thể trở thành một... Yên mến. À. Một người kiểu... Một cái từ công trình sư dịch ở đây là kiểu... thực ra không cần dịch là công trình mà gọi là gì? Một người IT mà tạo ra cái gì? Tạo ra app. Em đọc lại câu này nào. Rú khứa chồng với y mình rõn chiên khai phá công trình sư. Ờ, đây các bạn thấy là thực ra nó có một chữ tợ ở đây, đây đúng không? Nhưng người ta bỏ tợ đi đúng không? Dịch câu này là gì? Làm sao để trở thành một kỹ một người một IT? Một người làm sao? Một kỹ sư cũng được, một người IT làm sao? Tạo ra gọi là thiết, vẽ hay là cái gì nhỉ? Từ từ. Việt Nam mình gọi là gì? Viết à? Thiết kế đồ họa. Viết app. Không phải là đồ họa. Viết chương trình, viết chương trình. Viết những cái ứng dụng ấy. Rồi chắc là những ứng dụng mà. Thì đây dịch là những cái người tạo ra những cái app ấy. Kỹ sư hoặc là IT tạo ra những app đó. Đó. Câu này Ngọc Mai ok chưa? Rồi ạ. Tại khi em sắp xếp thì em hay ấy tiếng Việt trước, nhưng mà lần này em chưa nghĩ kỹ. Cái này phải là rú khứa để đầu nha. Làm sao để có thể trở thành. Rồi. Vâng câu này của mình có từ shampoo là kiểu tên bố. Tên bố một cái gì đó. Khua chẳng là nhận được gì? Khua chẳng là nhận được giải. Giải thưởng đúng không? Khua chẳng. Khua là trong từ khua tứ này. Chẳng là trong từ gì? Chẳng xẳng. Có từ chẳng xẳng là giải thưởng. Những cái giải thưởng gì đó. Chẳng xẳng. Đó. Thì bây giờ câu này xin mời Minh Anh nào. Vâng ạ. Câu này em sắp là lão bản shampoo là danh sách tác phẩm đạt giải là... Đúng rồi. Tác phẩm gì? Tác phẩm gì? Đặc điểm của tác phẩm ấy là gì? Hội trường chua phim miếng toàn. Đúng rồi, bởi vì em biết là khi lúc đấy em mà đang không biết là phải để gì ấy, em sẽ cùng nghĩ xem là cái đặc điểm của cái đấy là gì, phải để lên trước đúng không nhỉ? Có nhớ chữ tợ không? Vâng. Vậy đây là một cái gì ạ? Đây là một cái bảng đúng không? Miếng ta là một cái bảng. Bảng gì? Cái bảng tác phẩm. Tác phẩm gì? Cái từ danh sách nữa. Anh quên mất cái từ miếng ta gọi là danh sách nữa. Cái danh sách gì? Danh sách những tác phẩm. Những tác phẩm đấy làm sao? Được thưởng. Được nhận thưởng. Đúng không ạ? Được nhận giải. Đó. Lão bản xem bộ là khua chẳng dùa phỉ miếng tan. Rồi cả lớp hiểu câu chỗ này chưa? Chứ các bạn không được để kiểu lung tung lên những cái định ngữ của nó nhá. Phải để đúng. Bảng gì? Cái danh sách gì? Danh sách giải danh sách những cái video ấy, những cái tác phẩm ấy. Những cái tác phẩm này, tác phẩm gì, tác phẩm nhận được thưởng. Đó. Câu cuối cùng, chúng mình có từ mua là kiểu gì ạ? Sờ, xoa đúng không? Xoa, sờ, nắn. Chúng mình có từ quấy chin là cái gì ạ? Cái khăn. Quấy chin là cái khăn. Khăn len ấy. Thực ra nó cũng là khăn, có thể là khăn mùi xoa tùy ấy. Chứ cũng không chắc chắn là khăn len, để mình check cho các bạn nhé. Tại vì quấy chin đây thường thì nó sẽ là khăn, bởi vì thường thì các bạn biết là khi nào chúng mình mới đeo khăn, mùa đông chứ mùa hè ai đi đeo khăn đúng không? Đó thì đấy là quấy chin là khăn. Tội câu này xin mời lượng từ cho một cái khăn thì là khéo rồi, bởi vì nó dài mà, dài và thon. Câu này xin mời Chiến nào. Chưa khéo quấy chin hỏi động từ đâu rồi? Mua chỉ này. Rồi, sờ lên. Đúng rồi, sờ. Mềm. Sờ thì cảm thấy rất là rõn, đúng không ạ? Mua chỉ là một cụm là kiểu cảm giác sờ lên rất là gì? Mềm. Rất là mềm, đúng rồi, rất là thích, mềm. Đó. Rồi, thì cả lớp nhớ phần này. Cùng học ôn thêm mấy cái từ này nghĩa là gì? Sải khúng là gì cả lớp? Cầu vồng ạ. Đúng rồi, từ này dễ rồi. Cán chỉ. Cán chỉ là làm một cái gì đó rất là gì? Nhanh chóng. Vàng, nhanh gấp, gấp làm cái gì đó để đổi kịp. Chừng duyên là rất là gì? May. May mắn. Đúng rồi. Và nhớ đây là một tính từ nha. Hẳn xinh duyên ấy. Hẳn xinh duyên hoặc là xinh duyên tự rấn. Thì tính từ nha. Nhớ là tính từ. Rồi, chi động là gì ạ? Rất là kích động. Kích động. Hoặc là xúc động nhá. Đừng có dịch mỗi là kích động, vì nếu mà đến lúc đi vào làm bài thì lại cứ dịch là kích động, nó còn dịch là xúc động nữa nhá.
kích động thực ra là ít dịch là kích động lắm, mà nó chỉ là Hán Việt thôi. Chứ còn bình thường mình dịch là kiểu rất là kiểu mình không ngờ đến và mình rất là kiểu bất ngờ ấy, thì mình rất là xúc động hoặc là mình rất là kiểu kiểu đó. Chia đúng xin Là chi tung là động từ với cả tính từ đúng không? đúng rồi, đúng rồi, bởi vì thực ra nó là một động từ mang tính chất của tính từ nhé, động từ mang tính chất của tính từ, cho nên mình có thể nói gì là hận chi tung được. Xin sẵn là gì, rất là Thưởng thưởng thức hoặc là rất là kiểu mình gọi thưởng là thức mình rất là, ví dụ như thưởng thức thưởng ví dụ thức nhé, ví dụ nha, bây giờ mà các bạn đi tham gia một cuộc thi ấy, hôm trước tranh biện tiếng Hoa ấy, thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, ban giám khảo bảo là tôi rất là thưởng, tôi rất là xin sảng cái tiết mục của các bạn, thì rất là gì kiểu thưởng thức, rất là kiểu hài lòng ấy, kiểu một cách gọi là đang đang kiểu đang phim chiêm ngưỡng nó và nghệ đang thuật thì một cách nghệ thuật đúng rồi, người nghệ thuật rất là xin sảng một cái bài hát, hoặc là xin sảng thì xin sảng y phú họa này, hoặc là y sổ cơ đúng không, hoặc là đúng rồi đúng rồi y cơ chiếu mù là gì, tiết mục đúng một rồi tiết mục là đúng rồi của xin sáng tha tờ ở chư huynh đúng rồi cũng được à, xin sảng cái gì đó của ai đúng không ạ, chư huynh y cơ yến chẳng là một cái bài diễn thuyết của ai đó đúng không, thì mình cũng rất là xin sảng, tức là mình rất là kiểu mình, cho nên anh mới bảo là cái từ này một từ rất là khó để dịch trong tiếng Việt này, nó phải dịch cố gắng thuần Việt ra đó, nhớ nhá. Ok, và cái phần viết thì các bạn cũng sẽ về, các bạn sẽ làm bài tập về nhà là luyện viết một cái chủ đề là kiểu Tết đến đây là cho năm mới xin nén và kiểu gia đình sang đây chơi, họ hàng sang đây chơi các thứ đó, luôn theo cấu trúc rồi. Mở thân kết, mở thân kết là gì, ví dụ như mở thì phải mở ra là diễn biến là gì, à đang đang là những ngày mùa đông, đang kiểu đã đang mùa xuân chứ, đang là những ngày Tết và mọi người đều rất là kiểu háo hức vui vẻ này kia, tức là các bạn kiểu có một câu mở ra là kiểu không khí làm sao, hoặc là thời gian như thế nào, người trong nhà như thế nào, sau đó thì bắt đầu dẫn vào kiểu gia đình tôi thì sang nhà ngoại hay là sang đó nhà bạn bè chơi hoặc là về quê chơi tùy, quế lào cha cua nhán gì đó tùy, sau bắt đầu thì bắt đầu nói về hành động, bố mẹ tôi chuẩn bị rất là nhiều đồ đạc gì đó và chúng tôi mang đồ đạc sang sủng sủng chắc là nại nại dế dế gì đó tặng ông nội bà nội gì đó, và mọi người kiểu cùng nhau ăn cơm đoàn viên, cả lớp còn nhớ tôi ăn cơm đoàn viên vì ông chia sẻ mà toán gì anh toán Nguyễn Phan đó, mọi người cùng nhau ăn cơm đoàn viên đúng không, ý như thế này còn hôm trước có cái từ gì học cái từ gì nhỉ hứa hứa hình hứa hình chịu đúng rồi ta cha ý khứa hình đúng không, có thể cái từ khứa hình nó cũng là một động từ ly hợp đúng không, ý chỉ có nghĩa là cùng nhau chụp ảnh thôi đó, thì cũng có thể nói như vậy đó, thì bắt đầu cuối cùng nên kết một câu là kiểu hy vọng là năm hy vọng là kiểu năm mới sẽ tốt đẹp hơn, năm mới có những điều may mắn tới đó, thì có mở thân kết là như vậy, chứ không nên kiểu kiểu bù phờ phát là kiểu kể lể các thứ không hay nhá. Ok rồi, chúng mình sẽ cùng bây giờ anh sẽ đặt, anh đang tìm lại một cái, anh đang tìm lại một cái bài ấy. Một cái bài xong thì nếu mà kịp thì anh sẽ để kịp thì cả lớp cùng đọc, còn nếu không kịp thì để về nhà. Một cái bài nó chính là cái bài mà đề anh thi luôn, đề HSK6 anh thi cái đợt rồi vừa rồi ấy. Anh tìm được một cái bài mà phần lẳng tú là phần đọc giữa câu á. Để anh tìm. anh yên tâm vì cái em thấy cái hôm nay em gửi cho anh ấy, có thể luyện dịch em thấy em không kiểu không xác định được cái là trung tâm cái đoạn dịch Đó. mà em gửi cho anh Tí nữa anh check lại cho. ấy. Thì em thấy cái này có thể luyện dịch được khó không Thì anh check khó không xem này. cái này như hợp đồng đúng không ạ em cảm giác mình như là một hợp đồng. Sau này các bạn đi dịch ở công ty hầu hết là sẽ dịch hợp đồng với lại dịch một số, chứ là cũng quan trọng đấy, mấy cái mà liên quan đến trung tâm ngữ các thứ ấy. Rồi đây, anh tìm được rồi. Anh xem nào. Anh sẽ cho lên trên đầu đi. Đây chính là cái đề thi thật của anh này. Đề hôm của anh thi là đề ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, tức là cũng mấy tháng trước thôi.
Rồi, ok. Chúng mình cùng có phần số 2, phần lẳng tú nhé. Cả lớp cùng check xem là có từ vựng mới không nhé. Từ này có mới không nhỉ? Từ này là từ gì cả lớp đọc được không? Đọc được. Treo in, Đúng rồi. treo in, Nó có chữ nhưng mà sale là hiệu. Nhưng là hiệu gì? quả. Hiệu ứng. Đúng rồi, là hiệu ứng chứ, không phải là hiệu quả. Cứ dịch Hán Việt ra đã, nếu mà dịch Hán Việt không ra thì dịch tiếp. Đúng không? Hiệu ứng nhá, sao yên. Như vậy sổ Rồi. hiệu, đúng rồi, hiệu ứng lần đầu ấy. Sổ sư là lần đầu mà. Tiếp nào. Yêu xin. Yêu xen chứ. Yêu Yêu là xin. ưu. Yêu xen. Tỷ tỷ y in xiang sao yên. Chỉ giao quảng song phong. Sinh trưởng tờ tỷ y sư in xiang. Tuy chi hầu giao quảng quan sĩ. Anh sẽ đọc một lượt trước nhé. Cả lớp cùng nghe xong thì xem có từ vựng nào mới này. Sổ sư sao yên. Yêu xen sao yên. Hoặc đệ nhất ấn tượng hiệu ứng, chỉ giao quảng, song phương hình thành đệ nhất ấn tượng, đối với sau giao quảng, quan hệ đệ ảnh hưởng, cũng chỉ thị, à, không phải, cũng chỉ thị, tiên nhập vi chủ, đem lại đệ hiệu quả. Tuy nhiên, những cái đệ nhất ấn tượng, không phải luôn là đúng đắn, nhưng lại là rõ ràng nhất, kiên cố nhất, và quyết định cho ý hậu song phương giao quảng đợt tiến trình. Nếu một người trong lần đầu gặp mặt khi để người lưu lại lòng tốt đẹp, thì người ta sẽ nguyện ý với ta tiếp cận, bí tử cũng có thể giao hoài đó chỉ được sang khu lưu giả, bình hội ảnh hưởng người dân đối ta ý hậu ý xí lợi hành vi và biểu hiện đợt giả sử. Phản chứ, đối với 一个初次见面就引起对方反感的人，即使由于各种原因难以避免与之接触，人们也会对之很冷漠，不是很冷淡。在极端的情况下，甚至会在心理上和实际行为中与之产生对抗状态。Bài này có khó hơn bài của Văn à, bài bài của Minh Anh không? Có, bài này khó hơn nhiều luôn á. Khó hơn đúng không? Bài này anh cảm thấy hôm đấy anh đọc anh cũng bị khó. Xong thì bài đấy hôm đấy của anh phần nghe cũng khó phết. Hôm đấy anh thấy đánh giá chung là đề hôm đấy khó. Cái phần nghị luận của anh hôm đấy là gì ạ? Chi uy và năng lực. Nì khuê chuyển giữa sở mạng. Giữa cái cơ hội và năng lực thì bạn sẽ chọn lựa chọn cái gì? Câu số 2 là câu 现在快餐文化受到很多人的关注。快餐文化就是只求速度，不求内涵的一种现象。比如汉明著对了，几三汉明著啊，对，比如看名著，只看精简版，想学东西只想报兴啊速成班。后面这个字啊。Cái văn hóa kiểu đồ ăn nhanh ấy,快餐là đồ ăn nhanh. Văn hóa đồ ăn nhanh thì bây giờ rất là nhiều người đều chú ý đến, rất là nhiều người hưởng ứng. Và cái văn hóa đồ ăn nhanh chính là kiểu chỉ gọi là theo đuổi cái tốc độ mà không theo đuổi cái gì, cái nội hàm phía Chất trong. lượng. À đúng rồi, chất lượng. Ví dụ như những cái tác phẩm nổi tiếng ấy thì lại chỉ xem cái bản gì, cái bản tóm tắt ấy. Trinh chẻn là cái bản mà kiểu sau khi đã tóm tắt đã ví dụ các bạn kiểu dạo này đang có mấy cái review phim ấy. Một bộ bộ phim hay nhưng mà các bạn chỉ xem cái gì, cái review phim mà kiểu tóm tắt lại ấy, thì đấy gọi là kiểu trinh chiến bản. Muốn học một cái thứ mới nhưng lại làm sao, lại chỉ đăng ký những cái lớp gì, lớp kiểu gọi là lớp tăng tốc, hoặc lớp xu chẳng là những cái lớp kiểu mà Việt Nam mình có cái từ gì nhỉ, marketing hay dùng nhỉ, những cái lớp thực chiến, lớp gì nhỉ, tăng tốc HSK này kia kiểu Chiến đúng rồi ạ. đó, cái kiểu kiểu đó. Rồi thì đấy là cái đề nghị luận cũng khó đúng không, kiểu cũng phải có tư, gọi là phải tư duy khai triển ở vấn đề, không thì các bạn sẽ kiểu không biết nói gì ấy. Phải tư duy xem là cái ý nào hay. Vậy câu này chúng mình cùng xem là có những từ mới nào. Thực ra là từ mới cũng không quá nhiều nhưng mà tại vì nó khó đọc ấy, nó khó đọc. Anh nhớ hôm đấy anh bị lặp hai lần ấy, tức là hai lần anh bị đọc sai, xong anh phải, lẽ ra là anh cứ đọc tiếp đi nhưng anh lại đọc lại cả câu đấy cơ, thành ra anh cảm giác anh bị điểm thấp hơn ở phần này đấy. Rồi chúng mình có từ gì nữa, cả lớp như thế nào? Treo quảng là gì? Là treo quảng là gì ạ? Giao tiếp.
kiểu cái sự trao đổi, giao tiếp giữa hai người. Đó, nó cứ có những cụm này cơ, có những cái cụm này cơ, nó mới khó đọc cơ. Xian rù với chủ, đại lại được hiệu quả. Tuy nhiên, chưa xưa tỷ y in xiang, bởi vì nó nói về, cái bài này nó nói chủ yếu là về cái gì ạ? Ấn tượng lần đầu. Đúng rồi. Đây, tuy xem miếng là gì ạ? Rõ ràng. Và tuy láo cụ là gì? Lâu. Từ láo cụ là kiểu sẽ ăn mãi trong đầu chúng ta. Ăn sâu trong đầu, láo cụ. Rất là kiểu chắc. À, nó ăn, ăn chắc, ăn sâu à. À, 并且决定着以后双方交往的进度, cái tiến trình, cái tiến trình mà hai bên sẽ kiểu trao đổi với nhau. Bài này siêu khó luôn đấy, bài này không hề khổ ngữ tượng nào. 如果一个人在初次见面时, à, chỗ này nhớ phải tách ra một nhịp này, nó kể ra lưu xa lén hảo giờ in xa, những cái ấn tượng gì, ấn tượng tốt, ừ. Rồi bí tử là gì ạ? Hai bên, cái từ bí tử ở giữa rồi. Dễ nâng chào hoài đó, chủ tớ, à, chủ tớ xăng khu léo chẹo. Cái chỗ này người ta cố tình dùng văn viết cơ, chứ còn bình thường chỉ dùng vào khu xăng léo chẹo đó. Ý xì lia là một từ mới này, tức là một loạt. Các bạn nhớ giúp mình từ ý xì lia là một loạt. Ý xì lia. Từ này bên đài truyền hình ngày nào mình cũng phải đọc luôn ý. Một loạt những cái biện pháp ấy, kiểu chính phủ đã áp dụng một loạt biện pháp ấy. Chính phủ ý thái chỉ ý xì lia chua sư các thứ ấy. Rồi, chỉa sư là giải thích rồi, giải đáp. Phản sư là trái với điều đó thì thế nào đó, yến chỉ phản cảm nhé, phản cảm. Chỉ sử yếu ý cơ chủng nguyên yên nán, nán ý bị miễn, khó mà tránh khỏi. Cái từ chư này chính là từ tợ ấy. Ủy chư, hoặc cái từ chư này nó cũng có thể dịch là viết tắt của cái từ phía trước. Viết tắt của cái từ phía trước. Chiêu trụ là tiếp xúc với nó. Lẩn, tàn, lạnh nhạt, lạnh nhạt. Chí toan là gì? Cực gì? Cực đoan. Đúng rồi, chí toan là kiểu mà tiêu cực ấy, chí toan, cực đoan ấy, tiêu cực. Tính tự ạ? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tính tự nhé. Tích cực là chi chiến. Chi chí, tích cực là chi chí. Và nó trái nghĩa với xiao chí. À, chứ không phải là đối nghĩa với chí toan. Không, chí toan là một danh từ mà. Còn, à đâu, à, chí toan là một, à, và thực ra cái từ cực đoan này, các bạn thấy, bây giờ con nói là cậu ấy rất cực đoan không? Hơi ít, chỉ nói là cậu ấy rất là tiêu cực thôi. Chí toan là một từ văn viết nhé. Đó là một từ văn viết. Để anh check xem nó có thể là danh từ không nhé. Chí toan, chúng mình có chí toan là, ô đợi anh xíu. Chí toan vừa là danh từ vừa là tính từ nhé. Danh từ nữa, đó, cho nên từ xeo chí thì không là danh từ ở đây. À, mình như xeo chí cũng là danh từ được hay sao mấy ạ? Check lại xem nào. Ờ, xeo chí chỉ là tính từ thôi. Xeo chí chỉ là tính từ thôi. Xeo chí, đúng rồi. Còn chí toan là danh từ được. Đây, tại chí toan là tình huống xa. 甚至会在心理上和实际行为中与之产生对抗, là đối kháng, tức là kiểu chống lại. Đối kháng trạng thái là cái đối cái trạng thái kiểu ức chế, chống lại. Đối kháng. Đối kháng. Đối kháng đấy. Rồi, bài này thì các bạn sẽ phải có nhiệm vụ là về nhà thu lại cho mình bởi vì mình không kịp rồi. Cho nên bây giờ mình phải có việc rồi. Bây giờ các bạn sẽ về, các bạn sẽ cùng check lại cái phần này nhá. Check lại các cái từ vựng, có từ vựng nào mới thì cũng check lại. Sau đó các bạn sẽ cùng thu lại gửi cho mình qua qua nhóm luôn, gửi luôn qua nhóm nhé. Thì nhớ là luyện là sao ạ? À, tí nữa về mình cũng sẽ thu cho các bạn một cái đoạn để lọc, đọc mẫu, để các bạn biết là chúng mình cần phải ngắt nghỉ ở đâu nhá. Đó, thì nghe xong đọc. Rồi, ok.
Hôm nay chúng mình đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cố gắng buổi sau là chúng mình bài số 3 quyển 6 có dài không? Cũng 1-2 bia, 1 bia là 1 phút 30, 1 phút 40. Một video, mỗi video hơn 1 tiếng à? Ồ, ok. Thì à đâu, 1 tiếng 20 phút với 1 tiếng 40 phút. Ồ, hai video mà tận hơn 1 tiếng như thế á, nhiều thế. Bài này cũng thế thôi. Bây giờ bài nào cũng anh cũng chia làm hai cái hơn tiếng. Thế thì ấy, cái hôm nay ấy, trước buổi thứ 2 tuần sau ấy, các bạn sẽ chỉ cần học giúp mình video phần 1 thôi nhá. Các bạn hoàn thành video phần 1 giúp mình. Ok chưa ạ? Nhớ nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tất cả. Bye bye.